niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá mê mây nên tình anh trót vay. Ngày đó quen nhau chúng ta thường qua lối trên má em hồng, đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về hương sắc vườn buồn, nẻo đường thành đô khói ngập trời vùng luyến thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thầy mẹ thương em nhưng tìm người sẽ duyên, lòng cầu mong em đâu biết cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta sau lưng bây em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ trang rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sống đời người con gái không muốn yêu ai được không? Thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng suối biết không? Bước qua dòng sông hỏi từng con sống đời người con gái.
Xin chào quý vị, tôi tự giới thiệu, tôi là Khang, biệt danh là Khang Xe Ôm. À, nhìn cái bảng là biết là Khang Xe Ôm đúng không? À, tôi chạy xe ôm ở cái khu phố này, Kim luôn bảo vệ, quản lý ở cái khu này. Nói chung là ai đi ra đi vào, ai mà thân phận như thế nào là tôi ôm hết. À không, tôi quản lý hết. À, nói đâu nghe, có mấy cái chuyện mà tôi còn biết được thâm cung bí sử, nguyên cả sáu hai bay biết mà tôi biết. Biết vụ ông Hưng với bà Ly yêu nhau là tôi biết luôn. Đó, cái chuyện này là không có ai biết hết, mà có mình tôi sẽ ôm nhiều chuyện này biết thôi. À, nói nghe chứ hồi xưa là tôi rất là thích hát, tại vì tôi được tính rất là thương người mà là trời sở hữu cho cái giọng hát trời phú. À, bởi vậy hôm nay chạy xe ôm rỗi ế cho nên hát câu. À, mấy anh ban nhạc cho em đoạn vô lấy tông nha. Hôm chia tay chiều chủ nhật. Anh Khang ơi, anh Khang ơi. À, con em nó khóc quá trời, anh đi chỗ khác hát giùm em nha anh. Thấy một nhành hoa. Vâng, Khang ơi, Khang. Ngoại nói cho con nghe là ngoại bị lên máu nha con. Con đi chỗ khác hát giùm ngoại con ơi. Cái gì mà trời ơi, tôi vừa mới hát mà trời. Vừa thì cất lên một người ói, một người thì lại chóng mặt nhức đầu, khổ ghê. Ai mua bông không? Bông hồng đẹp làm quà tặng cho người thân đây. Chú ơi chú mua giùm con bông đi chú. Ủa, chú có phải là chú Đàm Vĩnh Hưng không vậy? Con thấy đúng không? Con nghĩ đúng không? Phải chú không? Con nghĩ chắc là phải. Được rồi, bao nhiêu bông vậy con? Dạ thưa chú là 5.000. Rẻ vậy? Chú mua bông tặng cho cô này đi. Đưa đây, cô mua hết cho con, nhanh lên. Tôi mua trước rồi. Đó, chú chừa cho cô đó một cái bông hồng vàng. Chú mua này cho con. Ly, lỡ mang tiếng có miếng cưng. Đó, thấy chưa, tôi nói mà. Ôi, ôi tụi nó Hưng với bà Ly yêu nhau mà, mua hoa tặng nhau kìa. Nè, ông Minh, ông mua cho tôi đi rồi ông trả tiền luôn đi ông Minh. Và từ từ mình yêu nhau. Kéo kéo đây. Ai mua kéo kéo không? Chị hai. Ý. Hai chị em đó. Út, bán được gì không em? Dạ, bán được nhiều lắm luôn á hai. Giỏi quá, hôm nay Út của hai giỏi quá. Hồi sáng giờ có mệt không? Mà hồi nãy em đi bán á, hình như là em gặp được chú Đàm Vĩnh Hưng này với lại cô Phương Thanh luôn á. Phải không vậy? Út của chị gặp được á hả, chú Đàm Vĩnh Hưng với cô Phương Thanh luôn? Dạ. Ủa, chứ hai cô chú đi chơi chung với nhau hả? Em đâu biết đâu. Vậy thôi, hai cô chú có mua bông cho em không? Hai cô chú mua hết bông luôn. Trời ơi, vui quá à. Nè, sáng giờ mệt lắm rồi đúng không? Chị hai còn nửa ổ bánh mì nè, ăn đi rồi lát nữa lấy sức á, bán tiếp nghe. Thôi, chị hai ăn đi. Em mập vậy em không sợ đói đâu. Dễ thương. Với lại buổi sáng chị hai mới đi học ở trong trường, trưa còn rảnh rỗi để đi lấy kẹo, tối đi bán để lo việc học hành cho em nữa. Hai ăn trước đi. Mà nãy em đi em có mua bịch trà đá cho hai nè. Trời ơi, thương quá Út ơi. Cảm ơn Út nha. Lên Sài Gòn có hai chị em mà. Đi học xong buổi tối không có ở nhà học bài làm bài đâu. Đi theo chị hai phụ bán làm gì. Lỡ má biết được, má la chị hai rồi sao? Đâu có sao đâu hai. Em đi bán chỉ để phụ mẹ chuyện học hành của hai chị em mình thôi, chứ em đâu có làm gì sai đâu. Thì biết á là không có làm gì sai. Chứ nhưng mà... Nhưng mà sáng giờ chị hai có bán được gì không? Không. Hôm nay chị hai bị cảm. Cổ họng chị hai đau lắm, không có hát được. Mà bán kẹo kéo không có hát á, có ai đâu mà mua. Chị nè, hai đứa bán kẹo kéo à? Dạ. Sinh viên? Dạ. Để anh giúp cho. Anh giúp. Yên tâm, anh chạy xe ôm ở cái khu này ai cũng tin, nó không có lo gì đâu nha. Đứng qua bên anh hát một cái là bảo đảm thu hồi vốn liền. Đi ra vòng quán chứ sao đi nha. Mượn cái micro lấy giọng cái coi. Dàn này hát được không? Hi-fi stereo không? Hôm chia tay chiều chủ nhật. Đó 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 sao? Ngoại nói rồi, ngoại bị lên máu. Con đánh luôn vào ngoại nghe Khang.
định hát giúp cho hai em bán. Mấy lần trước anh bán là hết hàng luôn đó. Thôi thì nhường kẹo kéo cho em mà. Nãy sao? Cô chị nói sao? Cô chị bảo là bị cúm, bị ho đúng không? Dạ. Thấy thương. Móc ra. Tặng chai dầu. Dạ. Nhớ sức vô hai cái màng tang ha. Cho nó nóng người. Em bị ướt quá trời. Nói cho nghe. Tặng cho cái áo mưa. Đó. Trời. Chạy sơ mà đầu tư không? Nguyên cái áo mưa màu hường. À. Không được không? Cái áo mưa này nó quá nhỏ bé so với em. Lúc mà em mặc á, em xé đôi ra nha. Xé đôi ra chùm là hai đứa ha. Dạ. Ok. Dạ. Chúc may mắn ha. Dạ. À. Ok. Dạ. Con cảm ơn chú. Hai ơi, vậy còn kẹo với bông thì sao hai? Không sao đâu. Lát nữa hết mưa á, chị em mình đẩy xe ra chỗ khác bán nha. Nhưng mà ngày mai là hai chị em mình phải đóng tiền nhà trọ rồi. Không sao đâu, em đừng có lo quá. Nè, áo mưa chú cho nè, em mặc đi. Thôi chị hai mặc đi. Không, em mặc đi chứ để đâu. Gặp nhau.
hai đứa. Được, bây giờ tới lượt anh. Hôm chia tay chiều chung. Cái gì kỳ vậy? Rồi thôi, cảm ơn gia đình bác Kẹo Kéo. Và mới cất tiếng hát thôi mà giải tán đám đông. Vâng lâu còn sâu thương giờ.
Lạt một sáng tinh mơ, bước chân xuống phố, hồn thơ mơ màng. Thoát nghe tim đập rộn ràng, cất lên tiếng gọi mơ màng tình say. Sao anh nỡ quên Đà Lạt thơ, quên những đêm sương đổ trắng mặt hồ, quên người em gái ngày xưa, quên đường xuôi dốc mong mơ, những khi chiều vắng hẹn hò. Giờ xa nhau xa nhau mây đôi, hỡi quê hương xưa xưa giờ.
chẳng đêm thơ xa. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ. Về hai đứa gây hết tâm tình.
đôi từ quê miền Trung đầy yêu mến. Ước mơ bình minh mang giọt nắng hồng mưa ta. Ước mơ hạnh phúc mang giọt nắng hồng mưa tan. Quý vị vừa đến một ca khúc rất hay, ca khúc Nhớ. Tôi thấy là hai chị em hình như là nước mắt lưng tròng. Em nghĩ điều gì Thiện Nhân? Dạ thưa anh, là lúc đó em nghĩ là tất cả các bạn đồng trang lứa với em, làm gì hay đi đâu cũng có ba mẹ đồng hành. Ai cũng có ba mẹ đồng hành, nhưng mà quý vị biết không, đón cái chiếc xe lửa vào mà chỉ có một người bác duy nhất đi chung thôi, ba mẹ không có, ba lúc đó là không có đi được, cho nên là 12 tuổi là không biết gì luôn mà đi vào trong chuyến xe lửa đó vào đây để đi thi. Cô chị cũng xúc động lắm, cô chị cũng thôi ông khóc nữa. ông khóc con. Thật ra cô chị mạnh mẽ vậy mà hồi nãy có một cái đoạn không khóc, không khóc. Cũng rất là nhiều cái cảm xúc. Chị có thể hiểu được. Chị nghĩ là chị ngồi ở dưới khi mà cái dẫn truyện của Khang, em đã làm cô Nghĩa khóc rồi. Nghĩa là lúc mà Khang nói cái cuối đứa em trai và như thế thì Nghĩa đã xúc động lúc đó rồi. Chị nghe chị biết, nhưng mà Nghĩa cũng cố kìm. Bé Nhân, cô có cảm nhận được khi con hát cái câu mà ba ở ngoài quê dân đất phải không? Và thật sự lúc mà bé Nhân vào đây mới 12 tuổi không có ba, thì chắc có lẽ là cái bài này, những cái câu hát của nó rất thật đối với cái cuộc sống, với cái hoàn cảnh của hai đứa, cho nên là đã chạm vào cái cảm xúc của hai đứa không thể nào cầm được. Và cô hiểu điều đó. Và hôm nay con đã mạnh mẽ, con đã trưởng thành rất nhiều. Con nghĩ rằng ba sẽ rất là tự hào về con, cho nên không có gì hết. Mà hôm nay thoải mái, tại vì bên này nó đúng hoàn cảnh của mình, cho nên là con cứ việc bung xõa, cứ việc khóc cho thoải mái ha. Mình cũng đã hoàn thành xong cái bài hát của mình rồi. Ok, giỏi lắm. Và Nghĩa bây giờ cũng đâu có sống gần mẹ đâu, cũng ở trong đây một mình, cho nên là cái cám cảnh trong cái bài hát chị hiểu được. Ngày hôm nay thì hai đứa cũng đã có được một cái thành tựu như thế rồi, chị cảm thấy rất là vui. Và chị mong là hai đứa vững bước và có thể là sẽ có những bước tiến xa hơn trong tương lai. Ok ha. Cưng. Viên Hằng xin mời phần nhận xét của danh ca Họa Mi, mời cô. Họa Mi xin chào Nghĩa với lại Nhân. Hồi nãy Họa Mi nghe cái bài hát đó thì mới biết là hai chị em có cái hoàn cảnh mà cũng đều xa nhà, xa cha mẹ để mà đi lập nghiệp. Thì dầu gì mình cũng còn cha mẹ, nói thật. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mình phải buộc lòng mình rời xa cái quê hương của mình để mình tạo lập cái cuộc sống của mình một mình. Nhưng cũng có những người ra đời không còn cha mẹ nữa mà vẫn phải tự đứng lên. Cho nên cô cũng chỉ muốn nói rằng dù gì tụi con là vẫn còn là một người có hạnh phúc, là cũng còn cha còn mẹ. Thành ra ngày hôm nay nếu mà hai em được là một người, trở thành một người ca sĩ, là có một cái chỗ đứng nào đó trong cái giới nghệ thuật, đó là một cái phần thưởng cho cha mẹ của mình. Và mình cũng được cảm thấy là mình dành cho cha mẹ mình một cái hạnh phúc, và ngay cả chính mình nữa. Nên bỏ cái nỗi buồn đó ra một bên, rồi cái gì tương lai nó sẽ tới. Khi hồi nãy đó, Hòa My nghe Nghĩa hát đó, thì thấy Nghĩa xúc động rất là nhiều. Cô nghĩ rằng là em có một cái gì ở trong tâm tư của em mà em hát. Dù là cái giọng em rất chắc, nhưng mà em không có tự tin bằng Nhân. Nhân nó có cảm xúc nhưng mà nó kềm được. Nhân tánh nó cứng và nó làm được cái chuyện đó. Nghĩa coi vậy mà yếu hơn, có đúng không? Nhưng mà dầu gì thì hai chị em đã đem đến những cái xúc cảm và làm cho mọi người hiểu hoàn cảnh của hai em hơn. Cảm ơn hai em. Xin cảm ơn danh ca Họa My. Chị hỏi xíu nè, bài hát này là ai sáng tác cho hai đứa? Dạ, giám đốc âm nhạc. Em cảm ơn anh. Anh có tất cả là hai bài nhớ. Bài nhớ đầu tiên là bài Nhớ Quê. Và bài nhớ này nó bị dang dở
khi đang viết bài Nhớ Quê cách đây một năm. Anh chỉ viết được cái điệp khúc thôi. Còn cái bài Nhớ này nó về cái quê miền Trung, miền Trung mà rặt luôn. Và hai cô này có nói có thể cho cô xin bài mới được không? Nhưng bài mới là con dao hai lưỡi, chưa chắc khán giả hay chưa chắc ban giám khảo có thể cảm liền được. Hôm nay phần đầu Nghĩa hát không có tốt, cái đó là em không kìm được cảm xúc của em, là lỗi của em. Tất cả cái lỗi này chung quy lại là tại Khang. Lỗi của em rất là xin lỗi. Thôi lần sau chắc em nói ít lại một chút ha. Nói chung là hai chị em, anh nghĩ là tụi em đã mang đến cảm xúc rất là tuyệt vời rồi. Thì anh nghĩ là nên có một cái lời cảm ơn thật sự từ đáy lòng đến cái người nhạc sĩ viết bài này. Con không biết phải nói gì ngoài lời con cảm ơn cô chú rất là nhiều. Con không cần hoa mỹ gì hết trơn á. Cái câu đó của con là đã đong đầy tất cả những gì con muốn nói rồi. Rồi, cảm ơn hai chị em rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Xin mời chị Vân. Những cái giọt nước mắt vừa rồi của hai đứa thực sự nó cũng có một chút xíu tủi thân. Nhưng mà thực sự cái giọt nước mắt tự hào thì đúng hơn. Là bởi vì như thế này, bây giờ là hai đứa nhờ những cái gian khổ đó, nhờ những cái tự lập đó ha, mà bây giờ thực sự là cái giọng hát của hai đứa phải nói là rất là hay. Cái đường trước mắt của tụi em cực kỳ thênh thang rộng mở. Tụi em thuộc là một cái cặp mà chậm mà chắc, tức là đổ móng là gọi là có nền, có móng đàng hoàng. Rồi sau đó thì mình xây bao nhiêu lầu cũng được, chứ không phải là ngôi nhà mà không có móng. Nhiều khi một phát một đêm thành mười mấy tầng, nhưng mà chỉ cần một cái gì đó là nó sẽ sụp thôi. Nhưng tụi em không phải là như vậy. Tụi em đi bằng cái con đường chắc, chậm mà chắc. Với cái ca khúc này á, thì nó sẽ được cái này và nó mất cái kia ở đêm nay. Có nghĩa là vì mình quá cảm xúc thì là mình lại hơi bị một chút xíu chệch choạc về cái nhạc lý. Thế nhưng mà bù lại cái cảm xúc đến với người nghe lại cực kỳ đông đầy. Hôm nay cũng nhờ cái ca khúc này, cũng nhờ cái anh MC Nguyên Khang, ảnh nói những cái câu mà rót mật vào tai ở cái phần đầu, nói về hoàn cảnh của hai đứa, thì mới hiểu được là tụi em là những người mạnh mẽ đến như thế nào. Nhất là bé Thiện Nhân, khi con vào đây mới 12 tuổi, thực sự nãy cô nghe cô muốn khóc luôn á. Biết Ngô, con cô nó 12 tuổi đây mà nó không biết một cái gì trên cuộc đời mày hết. Mà cái gì nó cũng níu kéo cô, nó bắt cô phải làm đủ thứ. Trong khi con, một em bé 12 tuổi mà con đã tách khỏi gia đình như vậy, và bây giờ con thành công như vậy, thực sự là cô rất là xúc động luôn. Cảm ơn chị Hồng Vân. Hồi nãy có một cái câu cuối trong cái bài hát này mà Nguyễn Khang rất là thích. Ước mơ bình minh mang giọt nắng hồng mưa ta. Cái câu này thật sự là cái người nhạc sĩ viết cái bài này đã làm Nguyễn Khang chạm đến cái cảm xúc. Tại vì ai cũng có một cái thời vất vả, nhưng mà cái câu này để nói ra rằng khi mà cơn mưa tan với trời hửng nắng thì cái tương lai phía trước nó sẽ rất là đẹp. Và hãy xem những gì mà anh đang có nó là một cái hoài niệm để giúp mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thì anh tin chắc rằng khi mà tụi em có mặt ở đây, cũng như cái lời, cái thông điệp mà nhạc sĩ muốn gửi gắm, là hãy xem những cái mình đã trải qua vất vả để đón một cái tương lai nó đầy ánh nắng, đầy cái sự thành công hơn nữa nha. Rồi, cảm ơn hai chị em rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn. Con tim em khát khao yêu thương. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này.
đời như muộn chung một điểm sâu. Từ lúc tuổi 20 trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái, nên nhiều đêm thức giấc em lo sợ đơn phương. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm, lắng nghe tiếng đêm, nghe nhịp đập con tim. Dù em giấc ghi vào đời hình bóng một người.
xa biệt kinh thành. Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi mong anh khi phố cũ vừa lên. Biệt kinh thành, mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần có tôi đợi mong anh khi phố cũ vừa lên. Tôi tiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt ký ly tán.
Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Mời chị Hồng Vân trước đi ạ. Xin mời chị. Đây là một tiết mục mà thực sự nó rất là kịch tính, nó rất là xúc động, nó rất là đột phá. Tại vì với cái dòng nhạc bolero các bạn đưa về xứ sở Phù Tang, theo tôi thì đứng về mặt gọi là hấp dẫn, từ đầu đến giờ đây là một tiết mục hấp dẫn nhất theo cái cảm nhận của tôi. Thế hai cô gái này sao thấy thương quá. Mà đúng là cái kết nó rất là chính xác luôn. Bởi vì với hai người phụ nữ này thì đúng là cái anh kia không biết chọn ai. Với cái người đầu tiên thì giống như một cái mối tình, có thể là mối tình đầu. Cô đó cũng đàn hát rất là vợ hay. Vợ rồi đó, là vợ rồi. Xem đó, như đã là vợ đi. Rồi đến cái người thứ hai là cái người mà đã hy sinh cái đôi mắt đó, ừ. Cái ánh sáng của đời mình mà cho mình luôn. Nam, nếu em chọn ai? Chết, khó à. Khó xử ha. Có người diễn giống Nhật hơn. Dạ, xin mời anh Hoàng Nhật Nam lên trên đỉnh đó. Sao được? Dạ, xin được đứng đầu kính mời đội diễn Hoàng Nhật Nam. À, Ben lấy giùm cái bài nãy. Chị Vân ơi, giúp em với chị Hồng Vân ơi. Em bị hại rồi. Có ai kiếm không? Đưa kiếm cho Nam cầm cho giống nè. Samurai nè. Đường yêu lắm nẻo, nụ hoa mẫu tàn heo, cho nhớ nhung ta đừng quên. Lời ngọt đầu môi đã thành câu vội vàng, tình đổi thay như áo mặc qua tay, đời ai không một lần rạng rỡ duyên ban đầu để chọn kiếp thương đau. Tình đổi thay trời ơi, một tràng pháo tay cho diễn viên Hoàng Nhật Nam. Hollywood luôn đó. Diễn sâu quá, đỡ lên tù. Thôi giờ không chết rồi. Bởi vậy dở, còn một người nữa đứng đấy mà không chọn. Chọn bên đây không chọn được, chọn bên kia không chọn được, chọn bên đây đi. Đúng xác cái uổng không? Anh không biết vì sao mà hai em không nhìn anh luôn á. Ví dụ vợ ơi nhìn anh, em có trở lại với anh không? Không, cổ không có một ánh nhìn nào luôn. Ở bên đây. Có bên nào đi. Tại là người ta không chịu đó. Em cũng không luôn, tại anh bội bạc quá. Tướng qua... gọn lại, tôi nghĩ tự sát là hợp lý. Giống như anh cầu xin là bây giờ anh sẽ trở về với em, hay là anh sẽ có chọn được em hay ơn. Không? Hay là anh có cả hai. Đó. Mà chắc là hai cổ nhìn thấy ánh mắt thèm. Là có cả hai cho nên không thèm luôn. Không thèm. Thôi mình chết luôn cho rồi. Quá hợp lý rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi hỡi tay cho Hoàng Nhật Nam. Thôi đừng. Trời. Hãy giữ bình tĩnh anh nè. Vâng. Chị Tư, bây giờ là cảm xúc của chị nè. Với hai nhân vật đã có là quen thuộc rồi, và lần này với tiết mục được dàn dựng chào sân cũng khá là ấn tượng. Cảm xúc của chị thế nào? Xin mời chị. Thật ra là cái nhân vật ở cái vị trí của Nhân nó sẽ khó khăn hơn của Nghĩa rất là nhiều. Bởi vì không có gì để diễn hết. Con phải tự diễn. Mà cái đó thì đối với con cái bộ hơi khó. Con bây giờ là giỏi lắm rồi đó. Chứ lúc trước chỉ đứng như cây cục đình mà hát thôi. Quất cho cái quạt bự vậy nè, mà đứng ngay góc này nó che hết luôn cái mặt luôn, không thấy cái gì hết trơn á. Thấy cái quạt màu hương không à? À, thật sự là hơi nhói một tí xíu là lòng cái lúc mà cái khi đóng lại cũng không biết cái gì nữa. Yeah. Mở ra thì tự nhiên nhìn cái đôi mắt này, cô ấy ngồi hát thì tự nhiên có một cái sự nhói lòng, nó có cái sự xúc động. Nó đơn giản nhưng nó lại có một cái điểm nhấn rất là hay. Thôi chúc mừng cả hai đứa vậy đi. Ráo tay cảm ơn chị Tư ạ. Thiện Nhân và Cao Công Nghĩa. Đi vô tướng Nhật, đi vô tướng Nhật, đi Nhật vô. Đi cái đi gì nhập trời? Nhật vô, rồi đi cách quốc luôn. Đó. Đi này. Nhật cái gì kỳ vậy? 3 tiếng hồ sao vô tới nơi.